Thưa quý vị, những chiếc cầu phao được người dân làm tự phát nối khu vực thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và xã Đắc Lua của Tân Phú, Đồng Nai, thời gian qua mặc dù đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn hàng ngày gồng mình để vận chuyển hàng trăm lượt người, phương tiện và hàng hóa đi qua nơi đây. Nguy hiểm là vậy nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải bất chấp tất cả để đi lại, ghi nhanh do nhóm phóng viên thực hiện. Khi chở hàng chở quá này khác là cũng thấy là rất nguy hiểm đấy chứ không phải không, nhưng mà thôi thì bây giờ nó bắt buộc vẫn phải đi thôi, chả còn cách nào hơn. Những chiếc cầu phao tự phát nối giữa khu thị trấn Cát Tiên với xã Đắc Lua đã tồn tại hàng chục năm nay. Cầu cũ thi công không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, dù rất nguy hiểm nhưng người dân ở hai bên bờ sông Đồng Nai đã không còn sự lựa chọn nào khác khi muốn sang bên kia bờ. Cầu phao trên sông Đồng Nai là cầu nối duy nhất giữa thị trấn Cát Tiên và xã Đắc Lua. Hàng ngày có đến hàng trăm lượt người và phương tiện giao thông trên đoạn cầu này. Và trong những năm qua đã có không ít trường hợp đã phải bỏ mạng trên dòng Đồng Nai. Dạ, nói chung là những vụ tai nạn đại đa số là vào mùa nước. Nói chung là cái ván của nó nước lên nước xuống là cái ván cầu nó chạy qua chạy lại, cho nên là dẫn tới là cái tai nạn nó kèm theo trời mưa đường trơn nữa, là rơi xuống nước là chết, chủ yếu là vùng mùa mưa này nhỉ. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi, thông thương hàng hóa, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư 40 tỷ đồng để xây dựng cầu Đắc Lua kiên cố. Tuy nhiên, do vướng khâu giải phóng mặt bằng, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng một số diện tích đất và hoa màu của người dân ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình. Khi làm cầu này thì khu vực xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên thì có 11 hộ dân. Thì ảnh hưởng đến công trình thì trong quá trình lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng thì có được 5 hộ đồng tình, còn 6 hộ lại còn vướng về mặt đất đai, về vật kiến trúc. Thì huyện Cát Tiên cũng đã tổ chức làm việc với các ngành để phối hợp với đơn vị làm giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm. Trong lúc chờ đợi cầu Đắc Lua hoàn thành, hàng ngày người dân ở hai bên bờ sông Đồng Nai vẫn phải đi lại trên những cầu phao tạm bợ như thế này. Để cầu qua sông không còn tròng trành, đặc biệt là trong mùa mưa lũ, tất cả đang trông chờ vào sự phối hợp, tạo điều kiện của những hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để xây cầu Đắc Lua ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.